Adam và Eva không vâng lời Thiên Chúa và phải gánh những hậu quả. Ở giữa vườn Eden có hai cây đặc biệt, một là cây trường sinh và cây kia là cây biết lành biết dữ. Thiên Chúa bảo Adam có thể ăn mọi trái cây trong vườn trừ trái cây biết lành biết dữ. Nếu không vâng lệnh người, Adam sẽ phải chết. Bấy giờ rắn, Satan là loài khôn ranh hơn mọi loài sinh vật khác. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa đã nói, ngươi không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn không? Người đàn bà trả lời: chúng tôi có thể ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng Thiên Chúa cấm chúng tôi ăn hay sờ vào trái cây biết lành biết dữ. Nếu không, chúng tôi sẽ chết. Các người sẽ không chết đâu, rắn nói với người đàn bà, vì Thiên Chúa biết nếu ông bà ăn trái cây ấy, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên giống Thiên Chúa, biết lành biết dữ. Người đàn bà thấy trái cây trông rất ngon, bà cũng muốn biết lành biết dữ và được sự khôn ngoan, nên bà đã hái trái cấm và ăn. Lúc ấy Adam đang ở với bà. Bà đưa cho ông ăn và ông cũng ăn. Lập tức họ nhận thấy mình trần truồng, nên họ khâu những lá cây vả làm áo che thân. Rồi họ nghe tiếng chân của Chúa đi dạo trong vườn cây xanh mát. Họ sợ hãi chui vào các lùm cây để trốn Chúa. Thiên Chúa gọi Adam: người đang ở đâu? Adam trả lời: con nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ vì con trần truồng nên phải trốn Chúa. Thiên Chúa nói: ai bảo con rằng con trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây ta cấm ngươi ăn không? Adam đáp: người đàn bà Chúa cho ở với con đã cho con ăn trái cây ấy và con đã ăn. Rồi Thiên Chúa nói với người đàn bà: người đã làm gì vậy? Người đàn bà thưa: con rắn đã gạt tôi và tôi đã ăn. Vậy Thiên Chúa nói với con rắn: vì mi đã làm chuyện này, mi sẽ bị nguyền rủa hơn mọi con vật khác. Mi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà và dòng giống bà. Dòng giống ấy sẽ đạp nát đầu mi và mi sẽ rình cắn gót chân nó. Rồi Thiên Chúa nói với người đàn bà: ta sẽ khiến ngươi phải mang nặng đẻ đau. Ngươi sẽ muốn kiềm chế chồng ngươi, nhưng nó sẽ làm chủ ngươi. Thiên Chúa nói với Adam: vì ngươi đã nghe vợ mà bất tuân lệnh ta, đất đai sẽ bị nguyền rủa. Suốt đời ngươi sẽ phải cực nhọc và vất vả mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh gai gốc, nhưng ngươi sẽ có hạt để ăn. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán để có miếng ăn cho đến khi ngươi chết. Vì ngươi được làm từ bụi đất, ngươi sẽ trở về bụi đất. Rồi Adam đặt tên cho vợ là Eva, vì bà sẽ làm mẹ chúng sinh. Và Thiên Chúa lấy da thú làm áo cho Adam và vợ anh ta mặc. Thiên Chúa nói: loài người đã trở nên giống như chúng ta, biết lành biết dữ. Không thể để chúng ra vườn hái trái cây trường sinh và ăn, chúng sẽ sống mãi mãi ư? Thế là Thiên Chúa trục xuất họ khỏi vườn Ê-đen, để Adam ra ngoài canh tác đất đai. Người cũng đặt các thiên thần hộ giá dũng mãnh canh vườn Ê-đen để ngăn Adam và Eva vào lại trong vườn, và một thanh gươm lửa lóe sáng như chớp canh giữ đường đến cây trường sinh.